Kiểm tra dân số. Năm ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ ban hành luật kiểm tra dân số trong toàn thể đế quốc. Các chư dân trong bang quốc hãy nghe đây, nghe đây. Thánh hoàng ra lệnh. Già trẻ lớn bé khắp dân nghe đây, nghe đây. Nào ta truyền cho khắp dân trong nước mau mắn quay trở về chốn quê, khai trình số đình. Ai bất tuân lệnh truyền sẽ mang bằng lấy bao gia hình. Loa. Các chư dân trong bang quốc hãy nghe đây, nghe đây. Thánh hoàng ra lệnh. Già trẻ lớn bé khắp dân nghe đây, nghe đây. Nào ta truyền cho khắp dân trong nước mau mắn quay trở về chốn quê, khai trình số đình. Ai bất tuân lệnh truyền sẽ mang bằng lấy bao gia hình. Loa. Các chư dân trong bang quốc hãy nghe đây, nghe đây. Thánh hoàng ra lệnh. Già trẻ lớn bé khắp dân nghe đây, nghe đây. Ta truyền cho khắp dân trong nước mau mắn quay trở về chốn quê, khai trình số đình. Ai bất tuân lệnh truyền sẽ mang lấy bao gia hình. Anh em ơi, ta đi thôi, mau mắn theo lệnh truyền trở về làng xưa, khai trình số đình. Và thế là đoàn người lũ lượt trở về quê quán cũ. Vì Giuse thuộc dòng dõi David nên Giuse và Maria cũng phải trở về Bethlehem. Vào lúc trời tối, Giuse và Maria tìm chỗ trú ngụ qua đêm. Hai ông bà gõ cửa nhiều hàng quán, nhưng mọi người đều lắc đầu. Có thể vì dân chúng đông đúc đổ xô về làng Bethlehem nhỏ bé nên không còn quán trọ. Nhưng cũng có thể họ từ chối vì thấy hai ông bà nghèo nàn. Đến đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá. Chốn gian trần, người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem mục đồng xung quanh, ca hát vang lừng mến yêu chân thành. Trong hang Bethlehem ánh sáng pha lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng.
gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem huy hoàng ánh sao, đưa lối ba vua phương đông đến chào. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Thiên thần vang lừng.